Thưa quý vị, rác thải sinh hoạt ở Việt Nam chúng ta đang ngày càng gia tăng, nhất là ở những đô thị lớn, vào khoảng hơn 25 triệu tấn một năm, tức là gấp đôi trong 15 năm qua. Đáng lo ngại hơn là hơn 7% trong số đó là rác thải nhựa, và chỉ rất ít trong số này là được thu gom và tái chế. Rác nhựa đã tác động trực tiếp và gây áp lực lớn tới môi trường biển. Chương trình chống rác thải nhựa được Thủ tướng Chính phủ phát động đến nay sau gần 2 năm triển khai thực tế ở các địa phương thì cũng đang gặp phải nhiều khó khăn. Bãi rác này nằm trên đoạn chạy qua xã Nam Phương Tiến, huyện Chương Mỹ, Hà Nội. Mỗi ngày tại đây tập kết tự phát hàng chục tấn rác thải các loại, trong đó có túi ni lông, rác thải nhựa. Cơ quan chức năng cố gắng giải quyết giúp chúng tôi cái dứt điểm hai cái bãi rác ở chỗ đường mòn Hồ Chí Minh của chúng tôi đây. Cứ để như này là chúng tôi không thể chịu được. Nếu không được thu gom, xử lý, thì rác thải sinh hoạt trong đó có rác nhựa từ đất liền sẽ theo sông ra biển. Rác trôi nổi ở biển rồi lại tấp vào bờ. Người dân sống ở đây nè, rồi người ta không có ý thức vệ sinh môi trường mà người ta xả ra. Lượng rác thải nhựa ra biển của Việt Nam đứng thứ tư trên thế giới, khoảng 1,83 triệu tấn một năm. Để thực hiện cam kết quốc tế về giải quyết rác nhựa, mà trọng tâm là rác thải nhựa đại dương, Thủ tướng Chính phủ đã ký ban hành quyết định 1746 về kế hoạch hành động quốc gia về giải quyết rác thải nhựa đại dương đến năm 2030. Mỗi cá nhân, cộng đồng, ngay từ bây giờ cần nói không với rác thải nhựa. Đây cũng là thông điệp mà Trường Đại học Đại Nam Hà Nội gửi gắm trong hội trại truyền thống với chủ đề Vì một tương lai xanh. Ai cũng nói là môi trường ô nhiễm, nhưng không ai hỏi là môi trường ô nhiễm là do đâu. Và môi trường ô nhiễm thì do chính chúng ta. Thế do vậy mà Trường Đại học Đại Nam thường xuyên tổ chức các cái hoạt động bảo vệ môi trường để lan tỏa cái thông điệp bảo vệ môi trường ra toàn xã hội. Đó là thêm một người nhặt rác thì sẽ giảm đi một người xả rác. 2 năm qua là những cái bước đầu tiên rất quan trọng để giúp cho mọi người cùng nhau nhận thức được câu chuyện về rác thải nhựa, cùng nhau nhận thức được cái tác hại của nó và thay đổi cái hành vi của mình đối với rác thải nhựa. Điều này đòi hỏi sự tham gia của không những người dân nhưng của các nhà khoa học, của các công ty tái chế, của cả một nền kinh tế về sử dụng cái sản phẩm tái chế và cần những chính sách. Giải quyết vấn đề rác nhựa đòi hỏi nỗ lực về khoa học, công nghệ, tài chính. Nhưng nếu không hành động từ bây giờ, lượng rác nhựa ra biển sẽ tăng gấp đôi trong 10 năm tới.